bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dốc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Trong chuỗi video lần này, mình sẽ dẫn các bạn cách cắt bộ pháp phục hay còn gọi là bộ lam đi lễ đầu năm. Các bạn xem kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video và một like video để kênh mình ngày càng phát triển hơn, tạo động lực cho mình làm video sau tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hiện tại mình có kinh doanh trang sức cũng như là đồ phong thủy. Các bạn muốn ủng hộ mình thì hãy đăng số Zalo này giúp mình 0988091712. Ngoài trang sức thì mình còn bán đồ bộ mộc nhà, bộ kiểu lữ, áo sơ mi. Và mình có nhận vẽ dập đồ bộ mộc nhà cũng như bộ thể thao lữ, cùng với lại dạy thiết kế đồ bộ cho tất cả các bạn. Các bạn ủng hộ mình thì hãy đăng số Zalo trên giúp mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt mẫu áo dài cách tân của bộ lam đi lễ. Thân sau thì mình sẽ cộng là 2cm của gấu và 1cm đường may là 3, cộng với lại 2cm của hạ ngực trước chuyển sang là dài áo của mình, cộng thêm 5cm. Thường thì áo dài cách tân thì các bạn sẽ để cho mình, bạn nào thích mặc cộc để mặc cái chân váy xòe thì các bạn có thể cắt là 90, 100 hoặc 110. Bạn nào thích cắt trùng sẽ để cho mình làm 140cm. Với mẫu áo dài sáng suông này, phần thân sau này của mình không cần để dư đường may nhé. Mình sẽ cắt bằng luôn, vì cổ áo mình sẽ cắt bình thường. Nếu mà bạn nào hạ cổ lông ấy thì sẽ xẻ ra để khâu cúc cho mình. Các bạn sẽ xác định cho mình chiều dài áo. Dài áo của mình bằng số đo và cộng với 5cm nếu là thân sau. 102 nhé. Mình sẽ cắt hết khẩu giấy luôn. Bạn nào thích dài hơn thì các bạn cứ đặt cái dập lên và kéo xuống cho mình, lối cho mình cái phần dưới xuống là được. Xác định xong chiều dài áo thì mình sẽ tính ngang cổ và hạ cổ. Ngang cổ thân sau với mẫu áo dài dáng suông này thì mình sẽ để cắt cổ tròn vừa nhé, không quá cao thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Bạn nào thích cổ cao thì các bạn sẽ để cho mình là 7 sang ngang cổ sau để 7. Đây là cả đường may nhé. Mình sẽ để là 9,5. Mình sẽ cắt cổ áo bình thường để mặc cho nó trẻ thì mình sẽ cắt là 9,5. Hạ cổ sau mình để 7. Các bạn cứ đánh cong đây cho mình là được này. Hạ xuôi vai cho mình là 3,5. Rộng vai của mình 36. Các bạn đã chia 2 là bằng 18. Rộng vai để cho mình là 18. Đoạn ngang cổ các bạn chia làm 3 phần. Lối lên phần đầu cho mình, hoặc từ đây xuống đây các bạn lấy cho mình 1,5 lối lên. Hạ ngực, hạ eo và hạ mông nhé. Hạ ngực thì các bạn sẽ tính cho mình bằng 1/4 vòng ngực cộng 2. Vòng ngực của mình 88 chia 4 là bằng 22, cộng 2 là bằng 24. Hạ ngực cho mình là bằng 24cm. Tính rộng ngang ngực cho mình, rộng ngang ngực bằng 1/4 vòng ngực. Vì áo dài dáng suông nhé, mà không cần tra khóa, các bạn sẽ cộng cho mình từ 3. Thích mặc rộng thì cộng 4 cho mình. Mặc vừa vừa ôm cả đường may nhé. Mình cộng cả đường may thì mình sẽ cộng 3, 22 cộng 3 là 25. Các bạn mà để đường may to, để may tà cho dễ thì các bạn có thể cộng 3,5 hoặc 4. Mình cộng phần ngực là cộng 3 đến 3,5, 22 cộng với lại 3,5 là 25,5, trừ 1cm còn bằng 17. Đây, các bạn tính từ đây ra đây. Và cái này nhá, thì các bạn sẽ gập cho mình 2 mét bằng nhau này. Lối vào đây. Chia đôi đoạn này ra. Và ở trong này là mình có đường may rồi nhá. Các bạn sẽ lấy vào cho mình 1/2 là mình được vòng nách của thân sau. Đoạn này các bạn có thể vẽ vào cho mình là tầm 2 ly. Đẩy lên. Tính
thả eo và thả mông cho mình. Hạ eo cho mình, tính từ đường rộng ngang ngực này xuống dưới này, tính cho mình là 13 cm. Còn hạ mông là lấy cho mình là 57 hoặc là 58, mình lấy là 57. Kẻ luôn cho mình. Tính rộng ngang eo cho mình. Vòng eo của mình là 72 chia 4 là bằng 18, 18 cộng với lại 3 là bằng 21. Các bạn cộng 3 thôi nhé, vì khi cái phần eo này bao giờ mình đánh ra ngoài. Các bạn thích mặc rộng hơn thì có thể cộng 4 cho mình hoặc 5, nó tùy nhé. Thích cái phần áo dài này rộng bao nhiêu là tùy các bạn nhé. Nhưng mà mặc áo dài không rộng quá thì các bạn cộng 3 đến 4 thôi. Thích rộng hẳn các bạn cộng 5 cho mình. Và đây là của mình đã có đường may rồi nhé. Của mình là có đường may rồi. Mông các bạn cộng 3 cho mình. Mông 93 chia cho 4 là bằng 23, cộng với lại 3 là bằng 26. Đây. 26 thì phần dưới này. Phần dưới gấu các bạn để cho mình. Thích rộng các bạn để tầm 35. Thích vừa vừa để cho mình 30. Mình sẽ để 32 cả đường may nhé. Đây. Phần gấu này các bạn sẽ đánh lên cho mình 1 cm. Để cái phần thước này vào. Vẽ lên cho mình 1 cm. Các bạn sẽ vẽ cho mình phải quay ngược lại dưỡng nhé. Để cái thuận tay mình sẽ vẽ được này. Đây. Đánh cho mình cái phần sườn này ra để cho nó êm và nó thoát này, cho mình may nó không bị gãy này. Đấy. Phần sườn này các bạn phải đánh ra cho mình nhé. Và áo dài thì các bạn sẽ tính cho mình hạ eo xuống đây là 21. Bạn nào thích mặc cái phần xẻ cao thì để cho mình 19. 19 lên đây. Bạn nào mà thích mặc thấp xuống thì để cho mình là 22 đến đoạn này. Và các bạn sẽ may cho mình vào đây. Đây là đoạn xẻ nhá. 22 là đoạn xẻ này. Và cái phần tà này của mình nó có đường may rồi. Đây các bạn sẽ may vào đây cho mình. May theo cái đường bên trong này nhá. Đây đường bên trong này là đường may của mình này. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Thì các bạn sẽ cắt cho mình thẳng từ đây đến đây cho mình. Được nhá. Và với cổ tròn mình để như thế này thì không cần may xẻ cái phần thân sau ra để may cúc đâu nhá. Mà mình may thẳng là mình đã chui vào được rồi. Và cái phần eo này của mình là không phải là ra, mình cộng cử động là 3, nhưng mà khi cái phần mua của mình nó ra ấy, phải ra 4 và hơn 4 rồi. Để cho cái phần eo của mình nó không gãy. Đây, nó không thắt vào nhá, thì mình mới may được nhá. Các bạn đừng có đánh cong hẳn nó vào nhá, là không may được nhá. Trước luôn vào đây, sang dấu này, vẽ thân trước luôn cho mình nhé. Mở cái này ra. Và mới một tờ dập này thì mình vẽ được cả tay. Và khi mình đặt lên vải, các bạn lưu ý là gập đôi vải cho mình và để lên nhé. Hạ ngực thân trước bằng hạ ngực thân sau trừ 4, vì thân sau mình cộng 2 cm của hạ ngực thân trước chuyển sang, thì thân trước mình sẽ trừ 4. Ngang cổ mình để 9,5 bằng thân trước. Hạ cổ trước, nếu mà cổ tròn cao thì các bạn hạ cho mình 11 đến 12 thôi. Còn mình mặc sâu một chút mình sẽ hạ 14 hoặc 15. Mình sẽ hạ 14 cả đường vào đây. Đường chéo là các bạn chia đôi. Và lấy vào cho mình 1/2. Là mình được mẫu cổ tròn nhá.
xuôi vai trước là 4. Rộng vai trước bằng rộng vai sau là bằng 18. Đoạn này các bạn chia 3 hoặc lấy xuống đây là 1,5 và lối lên thì nó cũng ra nhé. Các bạn lưu ý là mình phải lối lên đây để khi mình mặc cái phần đầu vai của mình nó không thừa. Vào lách sau của mình là 17 thì vào lách trước của mình là 16, sẽ trừ 1 cm. Đoạn này bằng 16 nhé. Đây. Đoạn này này. Đoạn này sẽ trừ 1 thì sẽ ra đoạn này. Bạn lối vào đây. Hạ eo lông cho mình là 19 và sâu cho mình cũng là 22 nhé, bằng với lại đây. Đây là hạ, đây là phần xẻ nhé. Tôi tính từ điểm này xuống đây, các bạn xẻ cao thì lấy cho mình 19 cả đường may, xẻ trễ một chút thì để 22 hoặc 23, để cái phần xẻ này nó xuống dưới phần cặp quần một chút thì các bạn để 22 hoặc 23. Và áo dài dáng suông thì các bạn không cần vẽ ly, và phần đường may thì các bạn sẽ may vào đây. Đây là phần tà này. Toàn bộ công thức này của mình có đường may rồi nhé. Gấu của mình là 2 cm. Mình tiết kiệm giấy lên mình vẽ một lửa nhé. Khi các bạn cắt lên vải thì sẽ gập đôi vải vào, vẽ cho mình. Đây là áo dài dáng suông. Các bạn sẽ cắt kiểu tay bồng cho mình. Phần hạ mang này, bồng vai các bạn sẽ để cho mình bình thường là 15 thì các bạn để cho mình là 17 nhé. Từ trên này xuống dưới là 17 này. Sau đó lối cho mình. Phần rộng ngang phần này tính hạ ngực trừ 2 nhé. Chẳng hạn hạ ngực là 22 trừ 2 sẽ bằng 20. Đường chéo là các bạn sẽ chia làm 3 phần. Cũng đánh như mình, cũng đánh cong cho mình như tay áo bình thường. Nhưng bao giờ cái phần tay bồng này thì cái phần này nó phải dài ra thì mình mới có độ bồng của tay nhé. Dài tay thì bằng số đo rồi. Còn cái phần vải khó may thì các bạn may phần cổ này, cắt cổ ốc cho mình nhá. Cắt cổ ốc thì các bạn sẽ gập đôi giấy này vào, cắt một miếng cho mình, đặt thân sau lên. Các bạn sẽ để phần này dài cho mình tầm 10. Phần dập lên cắt cho mình. Cổ trước này. Các bạn đập lên và cắt cho mình. Cổ trước thì mình không cần xẻ đâu nhá. Các bạn có xẻ trang trí thì xẻ, còn không thì các bạn cứ cắt cho mình miếng đáp cũng tầm 5 cm. Đây là đáp của cổ thân trước nhé.